Xin chào các bạn, mình là Tùng đến từ công ty cổ phần Nhà An Toàn. Và trên tay mình đang là một sản phẩm camera hành trình đến từ một thương hiệu đình đám trong giới công nghệ, đó là Hikvision. Thì như các bạn đã biết thì Hikvision là một trong những nhà sản xuất camera hàng đầu thế giới, đã có mặt tại trên 150 quốc gia. Và hiện tại thì Hikvision đang là thương hiệu camera số 1 tại thị trường Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem chiếc camera hành trình Hikvision này có gì. Ok, sau đây thì chúng ta sẽ cùng mở hộp chiếc camera hành trình Hikvision B1 để xem một thương hiệu camera hàng đầu thế giới sẽ mang đến cho chúng ta những gì trong chiếc camera hành trình. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai miếng dán tĩnh điện. Thì các bạn sẽ dán một miếng này lên kính xe ô tô, sau đó sẽ gắn camera hành trình lên, thì sẽ giúp chúng ta giữ cái camera hành trình này chắc hơn trên kính và cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến kính xe. Hiện tại thì Hikvision đang cung cấp cho chúng ta hai miếng và các bạn có thể sử dụng hai lần khác nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng Hikvision Tascam B1. Thì cuốn sách sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, nên bạn nào đọc được tiếng Anh thì có thể tham khảo cuốn sách sử dụng để có thể sử dụng chiếc camera hành trình Hikvision B1 này đầy đủ tính năng hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một chiếc camera hành trình Hikvision B1 được thiết kế khá là nhỏ gọn và nhìn cũng rất là bắt mắt. Về tính năng sản phẩm thì lát chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn. Thì chiếc Hikvision B1 này được gắn với lại kính lái thông qua miếng dán 3M, và hiện tại Hikvision đang cho chúng ta hai miếng dán 3M. Trong trường hợp mà các bạn dán lỗi miếng dán đầu tiên thì chúng ta có thể sử dụng miếng dán thứ hai. Tiếp theo là chúng ta sẽ có bộ tẩu sạc để gắn kèm. Các bạn sẽ gắn một đầu dây sạc với tẩu như mình làm đây, và phần còn lại thì chúng ta sẽ gắn với chiếc camera hành trình. Chi tiết về chiếc camera hành trình Hikvision B1 thì các bạn có thể thấy phía sau chiếc camera hành trình Hikvision B1 thì chúng ta sẽ có 3 nút. Nút thứ nhất là thông báo ghi hình, nút thứ hai là hiển thị kết nối wifi, và nút thứ ba là hiển thị về mic đang bật hay là đang tắt. Bên trái của Hikvision B1 thì chúng ta sẽ có hai ổ, một ổ cắm nguồn và một khe cắm thẻ nhớ. Và bên phải là chúng ta sẽ có một nút reset. Hikvision B1 thì không có màn hình. Theo các nghiên cứu của đội ngũ R&D của Hikvision thì 99% thời lượng mà chúng ta sử dụng camera hành trình thì chúng ta không nhìn đến màn hình của camera. Do vậy thì Hikvision đã tối giản cái việc thiết kế sản phẩm và không đưa màn hình vào chiếc camera Hikvision. Chúng ta có thể theo dõi video thông qua cái app ứng dụng trên điện thoại. Thì lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng app Hikvision Tascam. Tính năng của sản phẩm thì các bạn có thể thấy Hikvision B1 cho chất lượng video hình ảnh đạt chất lượng Full HD 1920x1080. Hikvision B1 thì cũng hỗ trợ tính năng cảm biến gia tốc, giúp chúng ta tự động khóa video khi có va chạm. Bên cạnh đó thì cũng có tính năng lưu lặp video, giúp chúng ta sẽ không bị đầy thẻ nhớ trong quá trình ghi hình. Sau đây mời các bạn xem một số hình ảnh trải nghiệm thực tế trên chiếc camera hành trình Hikvision B1 được quay tại một con đường tại Việt Nam. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn những tính năng cơ bản trên chiếc camera hành trình Hikvision B1. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc hay có câu hỏi nào thì các bạn vui lòng comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!